Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kelly Loan Cuộc Sống Canada. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn ba cái website chủ yếu mình thường book vé về Việt Nam hay là kiểm tra vé, so sánh tất cả các vé giới hạn ngay trên đó các bạn. Đây là các bạn có thể book trực tuyến luôn các bạn nha. Cái website đầu tiên mình muốn chia sẻ đó là tripoe.ca. Thì cái này nó rất là tiện, các bạn có những cái chi tiết luôn. Các bạn có thể vừa book flight, vé máy bay không, hoặc là vé máy bay cộng khách sạn là flight plus hotel. Và cái tiếp là khách sạn, các bạn có thể là book khách sạn không ha, xem giá cả. Và cái thứ tư là car, là các bạn có thể thuê xe trước khi mà các bạn đến cái đất nước đó cũng được. Và mình đã book road trip và location là Canada, thì mình đã lựa cái Toronto của mình là các bạn. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra thử vé về Việt Nam. Mình sẽ tap vào là sẽ gõ vào là Hồ Chí Minh, thì cái ký tự sẽ ra là của Hồ Chí Minh là SYN, có nghĩa là Sài Gòn đó các bạn. Bây giờ mình thử chọn nha. Bây giờ hiện tại mình muốn kiểm tra là tháng 11. Mình sẽ search thử là ngày 20 tháng 11 là chuyến đi, chuyến về là ngày 20 tháng 12, là mình search khoảng là 1 tháng đó. Bây giờ mình sẽ bấm OK các bạn. Sau khi search flight thì nó sẽ ra, nó đang search những cái vé mà rẻ nhất cho mình đó các bạn. Bây giờ chắc khoảng 1-2 phút này nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này. Những cái hãng nào mà sẽ về Việt Nam trong cái thời điểm mà các bạn đã lựa là ngày 20 tháng 11 và về lại ngày là Canada vào là 20 tháng 12, thì những cái hãng đó nó sẽ xuất hiện trên màn hình trong cái website đó các bạn của các bạn. Nó có sẽ show như thế này là One Stop là một chặng, và One Plus Stops có nghĩa là hai chặng trở lên, thì nó sẽ hiện như vậy. Và có từng hãng cái giá cả khác nhau các bạn. Thì khi mà các bạn muốn ưu tiên cái giá nào và cái hãng máy bay nào thì mình sẽ click chọn vào ngay cái hãng máy bay các bạn muốn thôi. Mình muốn chia sẻ sơ về cái tiền tệ. Các bạn muốn chính xác quy ra cái tiền nào các bạn muốn thì click vào cái currency ở ngay cái nút ở đây nè. Từ tiền Mỹ, tiền Canada, tiền Hồng Kông, tiền Anh, tiền Nhật, nói chung mọi thứ ha, thì bạn lựa theo mà cái tiền tệ mà các bạn muốn. Mình thì muốn biết cái tiền Canada thì mình sẽ click vào Canada, thì tự động nó sẽ hiện ra cái hiển thị bằng cái tiền Canada cho các bạn ha. Như mình sẽ sợ thử là tiền Mỹ bao nhiêu thì rất ra là 1633.16 cent. Hiện tại đang giá là giá đô Mỹ các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua lại tiền Canada thì nó sẽ hiện ra là cái tiền hiện tại của Canada luôn. Bây giờ mình sẽ click vào Canada lại xem cái giá đang là bao nhiêu. Thì của Canada là 2175.99 cent của hãng Corenair. Thì các bạn nhìn trên cái hiển thị về cái stop nè, nó là hai chặng trở lên, mà cái tổng thời gian mà các bạn bay nó là 41 tiếng, là gấp đôi những cái chuyến mà mình về Việt Nam đó các bạn. Là phải khi bạn gần một nước nó, bạn sẽ bị layover đó khoảng 13-15 tiếng, rất là nhiều. Cái giá vé sẽ rẻ hơn so với những cái hãng khác đó các bạn. Các bạn có thể click mũi tên ở đây nè để thêm những cái chuyến khác để phù hợp với sự lựa chọn của bạn. Muốn tiết kiệm thời gian hơn thì có One Stop một chặng thôi, là có EVA và Cathay Pacific. Mình sẽ xem thử cái giá vé của EVA, xem cái chi tiết như thế nào. Mà cái giá là 4.700 đó các bạn. Bây giờ mình bấm vào Flight Detail, mình sẽ thấy được cái lịch trình bay. Cái điểm lưu ý là khi chuyến về ngày 20 tháng 12 của EVA các bạn ha, thì bạn sẽ ngồi vào cái hàng ghế là Premium Economy. Premium Economy thì nó sẽ nằm giữa của Business Class và Economy, là hạng phổ thông cơ bản và hạng thương gia. Cái hạng Premium Economy thì cái ghế ngồi sẽ thoải mái hơn, ưu tiên lên và xuống máy bay trước đó các bạn. Và đồ ăn sẽ khác so với Economic Class các bạn ha. Vé cuối năm nay 2022 rất là mắc các bạn ha. Nếu mà các bạn nào mà muốn book vé về Việt Nam để mình ăn Tết năm 2023 thì nên cố gắng book sớm nhất có thể các bạn ha. Theo mình theo dõi là mình thấy là nó sẽ tăng mỗi tuần luôn á các bạn. Nếu mà các bạn để ý từ 4.000 cái 5.000, còn các bạn muốn rẻ thì các bạn phải spend time ở sân bay nhiều hơn. Mình sẽ so sánh cái hãng của Cathay Pacific là sẽ ghé Hồng Kông các bạn ha. Các bạn thấy cái giá của nó là 3.390 đồng không?
thì các bạn phải stop một chặng, nhưng mà các bạn sẽ lay over ở sân bay khoảng, mình nghĩ là trên 10 đến 15 tiếng, thì cái total của các bạn sẽ là 30 mấy tiếng trở lên, thì rất là dài các bạn. Thì mong ra các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng, đâu có mình tính rồi, 3.300, cái kia 4.000 mấy, là tiết kiệm cũng khoảng 8-900 đó các bạn. Nhưng mà mình phải chịu khó ở sân bay rất là dài các bạn. Đây là cái vé tham khảo dành cho tháng 11 các bạn ha. Bây giờ mình sẽ thử book vé tháng 12. Bây giờ mình sẽ đổi lại là tháng 12. Mình sẽ book vào ngày 8 tháng 12. Thì mình sẽ về vào ngày tháng 3 đi. Là mình sẽ đi khoảng 4 tháng. Bây giờ mình sẽ lựa là ngày 20 tháng 3. Xem như thế nào các bạn. Của hãng Cathay thì cái ngày mà mình muốn là ngày 8 tháng 12 thì Cathay không có các bạn, cả cái đường về cũng vậy luôn, là ngày 19 tháng 3. Thì mình sẽ thấy cái vé là nó sẽ có, không có cái ngày 8 tây, nhưng mà cái giá thì so với hãng khác nó sẽ rẻ hơn khoảng 200-300. Nếu mà các bạn nào có thể xin nghỉ làm hay là nghỉ hãng mà thời gian nào các bạn cũng về được trong tháng 12, thì nếu các bạn book trước khoảng 10 tháng 12 thì mình thấy cái vé nó sẽ rẻ hơn so với khoảng từ 10 tháng 12 trở lên đó các bạn, rẻ được hơn 300-400 luôn á. Giờ mình sẽ xem thử của Eva là 2.670. Cái vé này thì có cái ngày các bạn muốn là ngày 8 tháng 12, nhưng mà cái chỗ mà từ Sài Gòn về lại á, là từ chặng về của mình á, thì các bạn sẽ bị 40 tiếng, nó hơi dài. Cái chặng đi thì không sao, là đợi có 3 tiếng 45 phút thôi thì cũng ok, các bạn cứ đi shopping ở trong cái sân bay ok. Nhưng mà chặng về mình thấy ngày 20 tháng 3 nè, đợi khoảng 23 tiếng 30 phút. My god, rất là dài luôn các bạn, nó là khoảng một ngày luôn, rất là mệt luôn á. Mà vé của nó là 2.670 rồi. Mình thấy có cái này một chặng của Eva nè các bạn, đúng các ngày mà các bạn đã lựa luôn, mà không có phải chờ lâu, là khoảng gần 2.800 các bạn. Thử vào Vietnam Airlines xem thế nào. Mình thấy giá Vietnam Airlines thì nó cao hơn so với Eva và Cathay các bạn ha. Nhưng mà không phải là của Vietnam Airlines không đâu, thường nó sẽ kết hợp với một hãng nào đó các bạn. Thì mình thấy chặng đi là của Eva nhưng mà sẽ về là của Vietnam Airlines với Air Canada. Cái website 2 mình muốn chia sẻ đó là tripfly.ca, cho các bạn tham khảo để các bạn so sánh những cái giá nào phù hợp với các bạn ha. Thì tương tự các bạn, khi mà mình click vào như vậy thì nó sẽ có hiện location của mình là Toronto, thì các bạn chỉ search vào Hồ Chí Minh City thì nó sẽ ra vào SYN hồi nãy các bạn. Còn cái ngày á, thì bây giờ mình chọn y như hồi nãy là ngày 20 tháng 11 và là ngày 20 tháng 12, mình muốn so sánh các bạn. Điểm cộng của website này là bạn có thể thấy được cái ngày và cái tháng, nó có thể dự đoán cho bạn là cái giá vé nó mắc hay là quá mắc như thế nào. Mình ví dụ nha, trên bảng điện tử trên trước mặt các bạn, màu xanh lá cây thì là cái giá vé hợp lý, và màu trắng là sẽ mắc hơn một chút xíu, và cái màu còn lại thì rất là mắc các bạn ha. Giống như là vào rơi vào cuối tuần hay là cái tháng 2 season là tất cả mọi người sẽ thường đi du lịch thì nó rất là mắc. Thì mình xem những cái này dự đoán như vậy nè, của từng tháng cho tới năm, một năm sau đó các bạn, thì mình có thể lên trước là các bạn muốn đi vào ngày nào, sẽ book sớm nhất có thể thì các bạn sẽ tìm được cái giá vé rẻ nhất cho các bạn ha. Bây giờ mình sẽ sạch thử xem cái giá vé như thế nào so với website đầu tiên là của ShipOE các bạn. Bây giờ đang hiển thị những cái website của các hãng Airfly khác nhau nè. Trên màn hình giờ hiện rất là nhiều cái vé máy bay khác nhau của hãng Korean Air và kết hợp với Air Canada cũng có các bạn. Thì giá chúng mình thấy chênh lệch nhau là vài trăm á. Bây giờ mình kéo xuống coi giá mắc nhất là bao nhiêu. Khoảng 3.000 mấy, 2.000 mấy, 2.600, 2.700. Có Air Canada không nè các bạn, có này là hãng của Mỹ nè. Sách mà cái vé mà bạn không ở đây, ví dụ như là giờ giấc quá dài thì bạn có thể search chữ Airline thì nó sẽ hiện ra tất cả các hãng vé máy bay
mà có cái chuyến về Việt Nam theo cái giờ bạn yêu cầu á, thì nó sẽ hiện những từng cái giá khác nhau các bạn ha. Thì cái giá nào và cái hãng nào các bạn muốn xem thì mình chỉ cần click vào mình xem cái flight detail thôi. Thì giá tháng 11 là như vậy. Bây giờ mình muốn xem tháng 12 như thế nào thì mình search những y chang. Lúc đầu mình sẽ về thử vào ngày 8 tháng 12 năm 2022. Bây giờ mình sẽ chọn về cái return. Thì mình sẽ click vào ngày, mình sẽ chọn cái màu xanh đi, ngày 22 tháng 3. Thì mình search coi vé xem thế nào. Đây là liên kết trực tiếp đến những cái website bán vé bay khác nhau các bạn: kiwi.com, snaptravel.air, tripoair.com, justfly, coronair, booking.com các bạn. Đó là những cái website mà các bạn có thể tham khảo để tìm giá cả mà các bạn thấy phù hợp ha. Thì nó sẽ tập hợp tất cả ở đây các bạn. Khi mà các bạn thấy cái giá phù hợp, các bạn sẽ click vào là view deal, thì tự động nó sẽ liên kết với cái website đó. Là khi mà bạn đặt vé thì nó sẽ tự động đặt vé với cái website đó các bạn ha. Bây giờ mình sẽ xem thử cái giá E và E các bạn của website kiwi.com. Thì các bạn thấy không, nó tự động nó liên kết cho mình luôn nè. Bây giờ nó sẽ đang vào cái trang web của kiwi.com các bạn. Bây giờ nó sẽ hiển thị ra cái vé máy bay trước mặt các bạn ha. Thì gồm những cái chi tiết ha. Thì đây các bạn sẽ xem được cái ngày, cái giờ và cái lịch trình bay như thế nào. Và total các bạn phải trả là 2557 ha. Cái website thứ ba mình muốn chia sẻ của flypod.com các bạn. Thì những cái bước các bạn search điểm đến, điểm đi, ngày giờ và bao nhiêu người thì những tương tự như hai cái website trước đó các bạn. Thì mình search những y chang vậy thì nó sẽ ra những cái vé máy bay các bạn ha, của từng hãng vé máy bay khác nhau, một chặng hay là một chặng rồi cộng, và cái giờ giấc như thế nào, thì cái giá nó hiện trên màn hình y chang như vậy các bạn. Cũng rất là dễ các bạn ha. Cái này giống như một cái tham khảo để các bạn kiểm tra vé thôi. Mình có thể so sánh cái nào tiện cho mình. Rồi khi các bạn thấy được cái vé ok, hợp với các bạn, thì các bạn có thể tự mình book cũng được các bạn ha. Hay là bạn lo lắng giống như thời điểm Covid rồi mình sợ cái vé như thế nào, thì mình có thể check cái vé với agent. Agent giống như là những cái chỗ bán vé máy bay á, mình kiểm tra vé xem có chênh lệch nhau nhiều hay không. Thì các bạn có thể đưa ra sự lựa chọn các bạn ha. Mình sẽ chọn một vé, mình sẽ cho các bạn xem thử khi mà các bạn book cái vé thì sau đó những cái thao tác kế tiếp bạn sẽ làm gì. Thì bạn chỉ cần điền những thông tin người ta yêu cầu của bạn. Bạn chỉ cần viết y chang trên cái passport cái thông tin của mình thôi các bạn. Sau đó các bạn chỉ cần lướt xuống làm theo từng bước thôi. Thì những cái bảo hiểm người ta muốn hỏi bạn là bạn có đồng ý mua không. Nếu không thì bạn không có cần ạch vào cái số tiền như vậy các bạn ha. Kế tiếp là chọn cái chỗ ngồi, bạn có thể làm hoặc không các bạn ha. Nếu mà các bạn lựa chỗ ngồi cho từng chuyến bay các bạn sẽ đi, thì các bạn phải yêu cầu request khi mà các bạn list vào, sẽ chờ cái hãng máy bay nó trả lời cho các bạn. Nhưng mà khi bạn lựa chỗ ngồi theo ý của các bạn thì mình phải trả thêm tiền các bạn ha. Hình như là khoảng gần 15 đồng các bạn. Cái khung, cái chỗ ngồi màu xanh nước biển có nghĩa là bạn có thể lựa các bạn ha, là còn available. Còn cái màu còn lại màu xám là đã hết chỗ các bạn ha. Tiếp theo là về theo dõi cái package của mình ha các bạn. Nếu mà các bạn không muốn mua thì chỉ click vào chữ no thôi. Còn muốn bảo vệ cái túi thì khoảng gần 12 đồng. Rồi sau đó là thông tin về địa chỉ thẻ của các bạn và địa chỉ nhà của các bạn ở Canada. Mà nếu các bạn muốn tạo cái tài khoản với Flyhost thì các bạn cũng có thể tạo các bạn ha. Mình có thể tạo password và confirm password, sau đó là tổng cái số tiền và cái tiền thuế. Thì nếu mà các bạn đồng ý mà để book cái vé này thì mình chỉ cần review, sau đó các bạn đọc đầy đủ, kiểm tra thông tin một lần nữa và các bạn nhấn confirm và book là xong rồi các bạn. Thì khi mà các app, khi sau khi mà họ đã book thì họ sẽ gửi email cho các bạn là confirm cái vé của các bạn thôi các bạn, cũng đơn giản lắm. Mình hy vọng những thông tin này có thể giúp được các bạn khi muốn tham khảo vé trực tuyến hay là tự book trên mạng các bạn ha. Hẹn các bạn video tiếp theo, bye chào các bạn.